Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho những tin tức thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước với chủ đề Mái ấm cho đồng bào tôi. Đề án đường sắt tốc độ cao được thực hiện, công nghệ được chuyển giao thích hợp là thời điểm để Việt Nam phát triển công nghiệp đường sắt. Miền Trung hiện chưa vào cao điểm mùa mưa lũ, thế nhưng những ngày gần đây, sau một đợt mưa lớn, tình trạng sạt lở đất vẫn diễn ra tại nhiều tỉnh thành. Thưa quý vị, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao Pháp ngữ, tối ngày 5 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu tại phiên họp vì một chủ nghĩa đa phương đổi mới. Nhằm đề cao vai trò của chủ nghĩa đa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần gắn liền với các tiến trình chuyển đổi lớn, nhất là chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Không gian Pháp ngữ cũng cần thích ứng với xu hướng này, hỗ trợ các thành viên nâng cao năng lực về công nghệ, phát triển năng lượng sạch và thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững. Khoa học, công nghệ là chìa khóa để cộng đồng Pháp ngữ có thể tạo nên những đột phá trong tương lai. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị cộng đồng Pháp ngữ cần đổi mới theo hướng tập trung hơn vào ưu tiên của các thành viên, nhất là về hợp tác kinh tế và phối hợp triển khai các văn kiện của hội nghị thượng đỉnh tương lai, bởi chủ nghĩa đa phương chỉ có thể thành công nếu bảo đảm được tính bao trùm, toàn diện, lấy người dân làm trung tâm, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp, tối ngày 5 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp mặt thân mật cộng đồng người Việt Nam tại Pháp tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam, thủ đô Paris. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, chuyến công tác lần này nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của Việt Nam là thành viên chủ chốt của cộng đồng Pháp ngữ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như sự tham gia tích cực có trách nhiệm của Việt Nam vào các hoạt động của cộng đồng Pháp ngữ nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung. Chuyến thăm cũng nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp, hướng tới việc nâng cấp quan hệ hai nước thời gian tới. Nhấn mạnh, Việt Nam đang tập trung mọi nguồn lực, bứt tốc, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng 13 đề ra để kiến tạo kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Trong quá trình đó, rất cần sự chung tay, đóng góp, chung sức đồng lòng của cộng đồng 6 triệu đồng bào ta ở nước ngoài. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, mong muốn bà con dù ở bất kỳ nơi đâu cũng luôn gìn giữ tiếng Việt, phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, nêu cao tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, hướng về quê hương và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Tối ngày 5 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự chương trình phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước với chủ đề Mái ấm cho đồng bào tôi. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ông Lương Cường đã cùng tham dự chương trình. Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhân dân ta thường có câu an cư lạc nghiệp. Chủ trương xuyên suốt nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần, làm sao cho nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp, những đóng góp quan trọng của đồng bào, đồng chí cả nước, các bộ ngành địa phương cho phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc trong năm 2025 được phát động vào tháng 4 năm nay, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho người nghèo. Thủ tướng nhấn mạnh, từ nay đến hết năm 2025 chỉ còn khoảng 450 ngày để hoàn thành mục tiêu xóa bỏ toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới hải đảo. Với tinh thần tương thân tương ái, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, Thủ tướng kêu gọi cả hệ thống chính trị, đồng bào, đồng chí, cộng đồng doanh nghiệp cả nước tiếp tục chung tay, chung sức, đồng lòng, tăng tốc, bứt phá hơn nữa. Ai có gì giúp nấy, có của giúp của, có công giúp công, có nhiều giúp nhiều, có ít giúp ít. Góp phần thực hiện chủ trương lớn của Đảng là không để ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thủ tướng cũng lưu ý, trong quá trình thực hiện cần tăng cường kiểm tra giám sát, không để xảy ra tham nhũng tiêu cực trong phong trào thi đua có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này. Tại chương trình, các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã trao kinh phí ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột. Tổng số tiền huy động được khi kết thúc chương trình là hơn 5.930 tỷ đồng, trong đó có gần 3.300 tỷ đồng được huy động trong chương trình. Ngày 5 tháng 10, tuyến đường nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư Ngọc Thụy trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đã chính thức thông xe.
Đây là tuyến giao thông vành đai huyết mạch nối Long Biên với cầu Nhật Tân, Đông Trù, Trương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được thuận lợi hơn. Tuyến đường dài khoảng 1,52 km, xây dựng đồng bộ hệ thống đường, hè, vỉa, tổ chức giao thông, cây xanh, chiếu sáng, cấp thoát nước, viễn thông, cấp điện theo quy hoạch, di chuyển công trình ngầm nổi. Thưa quý vị, năm nay diễn biến thời tiết khá bất thường, nhất là mưa nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ của nhiều dự án giao thông trọng điểm. Tuy nhiên, nhiều đoạn dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam qua miền Trung vẫn đặt mục tiêu về đích trước kế hoạch. Nhiều mũi thi công đang tăng tốc để hoàn thành thông tuyến vào cuối năm nay. Những cơn mưa vừa dứt, nền đường đạt độ xe khô, các mũi thi công của dự án bãi vọt Hàm Nghi đồng loạt ra hiện trường để tăng tốc. Nhiều đơn vị đã tăng thêm giờ làm việc khi thời tiết thuận lợi. Nhà thầu sẽ tiến hành thi công từ 5 giờ sáng và kết thúc vào 10 giờ đêm và thi công liên tục xuyên trưa. Cho đến thời điểm này, phần lớn các đoạn dự án thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam khu vực miền Trung đã hoàn thành phần nền đường. Đây là yếu tố quyết định để đưa dự án về đích theo kế hoạch trước khi mùa mưa bắt đầu. Chỉ còn khoảng một tháng nữa là khu vực miền Trung đã chính thức vào mùa mưa. Đây là thời điểm mà các đơn vị thi công buộc phải tăng tốc. Nhiều mũi thi công cũng đã điều chỉnh lại tiến độ cho phù hợp với biến động thời tiết để mà hoàn thành các dự án đường cao tốc khu vực miền Trung trước 30 tháng 4 năm 2025. Nếu các đoạn dự án cao tốc miền Trung về đích theo đúng cam kết thì sẽ vượt tiến độ trước khoảng 6 tháng theo hợp đồng. Ngay sau mùa mưa sắp chính thức bắt đầu, các đơn vị đã sẵn sàng chuẩn bị kế hoạch thi công thích ứng. Trên tuyến thì chúng tôi đã về thi công nền thì chúng tôi đã thi công được đến 96%. Hiện nay thì còn lại cái lớp CTB và lớp cấp phối đá răm. Những cái thời gian trong ngày nếu thời tiết thuận lợi thì tiến hành thi công tranh thủ ngay. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị công địa và những cái công việc mà có thể làm trong mùa mưa. Ví dụ như lớp móng đường và các cái lớp CTB cũng như lan can cầu rồi gia cố mái ta luy. Năm nay mưa nhiều và không phải là thời điểm thuận lợi để các dự án giao thông có điều kiện đẩy mạnh tiến độ. Tuy nhiên, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cũng đặt mục tiêu sẽ giải ngân được tối thiểu 98% trong tổng số 76.000 tỷ đồng Thủ tướng giao. Con số này chiếm khoảng 10% tổng mức đầu tư công của cả nước. Ngành công nghiệp đường sắt Việt Nam đến nay vẫn còn rất khiêm tốn và hạn chế. Kết quả nổi bật được cho là đã sản xuất nội địa hóa được hàng trăm toa xe. Khi đề án đường sắt tốc độ cao được thực hiện, công nghệ được chuyển giao thích hợp, thì đây là thời điểm và cơ hội thích hợp để Việt Nam phát triển công nghiệp đường sắt, công nghiệp hỗ trợ cho đường sắt tốc độ cao. Có tuổi đời trên 120 năm, nhà máy xe lửa Dĩ An giờ đây đã là công ty cổ phần xe lửa Dĩ An, được xem là nhà máy xe lửa cổ nhất Đông Dương. Với diện tích 17,3 ha bao gồm cả hệ thống nhà xưởng sửa chữa, đóng mới toa xe các loại, sản xuất phụ tùng sản phẩm cơ khí. Từ năm 1977 thì toa xe đầu tiên đã được ngành đường sắt Việt Nam sản xuất tại đây, nhà máy xe lửa Dĩ An của tỉnh Bình Dương. Cho đến năm 2016 thì toa xe chất lượng cao đầu tiên cũng được ra đời tại đây. Và từ đó đến nay thì hàng trăm các toa xe đã được ngành đường sắt Việt Nam sản xuất và đưa vào khai thác. Đây là minh chứng cụ thể nhất cho việc phát triển của ngành công nghiệp đường sắt Việt Nam. Để đào tạo học thuật, có thể là đào tạo trong nước, gửi đi nước ngoài để có một cái nguồn lực để tiếp cận được với cái công nghệ của đường sắt tốc độ cao. Hiện cả nước có 33 cơ sở xí nghiệp sản xuất lắp ráp, bảo dưỡng sửa chữa. Từ đây các đội tàu được đóng mới trong nước với tỷ lệ nội địa hóa trên 80% đang được khai thác dọc tuyến Bắc Nam. Gần 10 năm qua, ngành đường sắt đã không phải nhập khẩu các đầu máy toa xe từ nước ngoài về để khai thác và cũng đang xây dựng đề án phấn đấu nâng cao tỷ lệ nội địa hóa từ 30% trở lên đối với các phương tiện linh phụ kiện của đường sắt tốc độ cao. Chúng ta cần phải có một cái cơ chế chính sách về ví dụ như đặt hàng hoặc là cơ chế về liên doanh liên kết các doanh nghiệp ở trong nước với nhau và các doanh nghiệp ở trong nước liên kết với các doanh nghiệp của nước ngoài để chúng ta có thể chuyển giao công nghệ và tiếp nhận công nghệ và nâng cao dần cái tỷ lệ nội địa hóa. Chúng ta phải hướng tới là sản xuất tại trong nước nhiều nhất và làm chủ nó để chúng ta giảm cái chi phí nhưng đặc biệt là ổn định trong khai thác lâu dài cũng như là giảm chi phí trong khai thác lâu dài. Trong đề án đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, theo tính toán, riêng phương tiện thiết bị của dự án đã lên tới 34,1 tỷ đô la Mỹ. Nếu được chuyển giao công nghệ thì đây sẽ là thị trường rất lớn và hấp dẫn đối với các doanh nghiệp có thế mạnh về sản xuất đầu máy khi nhiều năm qua họ chưa có cơ hội để thể hiện mình.
và cũng là cơ hội để lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp cơ khí chế tạo vốn được coi là xương sống của nền kinh tế. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines đã mở đường bay thẳng tới thành phố Munich, phía nam nước Đức. Chuyến bay thẳng đầu tiên từ Hà Nội tới Munich đã hạ cánh vào sáng qua, ngày 5 tháng 10. Từ thành phố Munich, phóng viên Lê Hồng Quang đưa tin. Vietnam Airlines vẫn có đường bay thẳng tới thành phố Frankfurt của nước Đức từ 20 năm nay. Giờ có thêm đường bay thẳng thứ hai tới Đức. Chuyến bay thẳng đầu tiên từ Việt Nam tới Munich đã hạ cánh. Từ hôm nay, mỗi tuần sẽ có 2 chuyến bay từ Hà Nội đi Munich vào thứ 6 và Chủ nhật. Còn từ thành phố Hồ Chí Minh tới Munich, trước mắt mỗi tuần 1 chuyến vào thứ 4, rồi từ tháng 12 năm nay sẽ là mỗi tuần 2 chuyến. Mở đường bay thẳng tới Munich, Vietnam Airlines nhắm tới lượng khách phía nam nước Đức, từ Áo và từ Thụy Sĩ, với đặc điểm thu nhập cao hơn và muốn tới châu Á thì thường phải bay ngược tới Frankfurt hoặc Paris nối chuyến. Thị trường này được cho là có tiềm năng, với Việt Nam không chỉ là điểm đến mà còn là nơi hành khách bay tiếp đi Australia và các nước châu Á khác. Trong năm ngoái, Vietnam Airlines đã vận chuyển 480.000 lượt khách giữa Đức và Việt Nam bằng máy bay thân rộng. Với đường bay mới tới Munich, mỗi tuần sẽ có 16 chuyến nối Việt Nam với nước Đức. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ Munich, Cộng hòa Liên bang Đức. Từ hôm nay ngày 6 tháng 10 sẽ bắt đầu các hoạt động mở đầu cho tuần lễ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44 và 45 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra tại thủ đô Viêng Chăn, Lào với hơn 20 hoạt động. Đây là chuỗi hoạt động cấp cao quan trọng nhất của ASEAN trong năm với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Timor-Leste và 10 đối tác của ASEAN cùng nhiều khách mời là đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực. Với chủ đề hợp tác năm 2024, ASEAN thúc đẩy kết nối và tự cường. Các hội nghị cấp cao lần này là các hoạt động cấp cao duy nhất trong năm chủ tịch ASEAN 2024 của Lào. Đây là dịp để các nhà lãnh đạo ASEAN và đối tác thảo luận, đưa ra quyết sách cho nhiều vấn đề chiến lược đang đặt ra cho ASEAN và khu vực. Tôi cho rằng ưu tiên chính tại các hội nghị lần này vẫn sẽ là về kinh tế. Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận làm thế nào để khu vực tiếp tục cùng nhau hợp tác để nâng cao và thúc đẩy tăng trưởng và thịnh vượng cho các nước thành viên. Tại các hội nghị cấp cao lần này, các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, trong đó có việc xây dựng tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 và các chiến lược triển khai trong giai đoạn tới, đồng thời kiểm điểm và định hướng quan hệ giữa ASEAN với các đối tác. ASEAN sẽ phát triển rất nhanh trong 20 năm tới. Không chỉ là về kết nối nội khối, mà còn là kết nối với các đối tác, đối thoại với nhiều thị trường khác nhau. Tôi nghĩ tới 4 thị trường quan trọng đối với ASEAN. Ý tôi là các thị trường lớn như Trung Quốc, thị trường Bắc Mỹ và tất nhiên là một thị trường chưa được nói tới, đang nổi lên là Ấn Độ. Với Ấn Độ đang có vai trò như vậy và đến năm 2045, chúng ta sẽ thấy thị trường Ấn Độ sẽ nổi lên. Dự kiến các hội nghị cấp cao lần này sẽ thông qua và ghi nhận khoảng 80 văn kiện về nhiều ưu tiên lĩnh vực hợp tác cả nội khối ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác, qua đó giúp ASEAN tiếp tục giữ vững đoàn kết và vai trò trung tâm, nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức đang nổi lên, củng cố lập trường nguyên tắc trong các vấn đề quốc tế và khu vực. Ngọc Phương, phóng viên Việt Nam từ thủ đô Viêng Chăn, Lào. Đáng chú ý trong phần tiếp theo. Mô hình thí điểm công nghệ đo mưa đi kèm cảnh báo sạt lở đất tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đang mang lại hiệu quả thiết thực. Những ngày này, khi dạo quanh phố phường Hà Nội, chúng ta sẽ càng hiểu vì sao ai đi xa cũng nhớ về Hà Nội, nhớ về những ngày thu của thủ đô. Thưa quý vị, nhiều tỉnh thành Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cảnh báo có mưa dông, gió giật mạnh trong chiều và tối nay, mùng 6 tháng 10. Do ảnh hưởng của nhiễu động, gió đông và rãnh áp thấp, chiều và tối mùng 6 tháng 10, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, trời mưa dông, lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm. Từ đêm mùng 6 tháng 10, khu vực Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế chuyển mưa vừa và dông, cục bộ có điểm mưa to. Đối với các sườn đồi núi, khe suối nhỏ của Tây Nguyên và Trung Bộ, cảnh báo có thể xuất hiện sạt lở đất, lũ quét. Còn ở vùng hạ lưu các sông của Nam Bộ, do mưa kết hợp với chiều cường đầu tháng 9 âm lịch, nguy cơ gây ngập úng nơi trũng thấp, ven sông, ven kênh rạch. Miền Trung hiện chưa vào cao điểm mùa mưa lũ. Thế nhưng những ngày gần đây, sau một đợt mưa lớn, tình trạng sạt lở đất vẫn diễn ra tại nhiều tỉnh thành. Chính quyền các địa phương tại miền Trung đã phải khẩn cấp di dời nhiều hộ dân.
nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân trước thiên tai. Ngay mới đây, tỉnh Thanh Hóa đã vừa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại bản Cha Khót, xã Na Mèo và bản Muỗng, xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn do xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất gây nguy hiểm cho gần 100 hộ dân. Còn trước đó, tại thị trấn Kim Tân và xã Thành Trực, Thành Yên, huyện Thạch Thành cũng xuất hiện nhiều vết nứt, một số vị trí đất đá đã sạt xuống nhà dân. Hàng chục điểm sạt lở đã xuất hiện trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, đặc biệt trên quốc lộ 7, đoạn qua xã Chiêu Lưu. Ngoài ra, nhiều bản thuộc huyện Tương Dương, Quế Phong cũng xảy ra tình trạng sạt lở đồi núi ta luy gây nguy hiểm. Cả làng Lăng Lương, xã Trà Lập, huyện Nam Trà My vừa phải gấp rút rời nhà đi lánh nạn. Đất đá từ một quả đồi cao hàng trăm mét sạt xuống làng, uy hiếp 26 hộ gia đình. Theo thống kê, 9 huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam có hàng trăm điểm nguy cơ sạt lở, uy hiếp hàng vạn hộ gia đình. Tại huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi đã xuất hiện một vết nứt dài khoảng 60 mét, sạt lở có thể ập xuống bất cứ lúc nào, ảnh hưởng đến 4 hộ dân. Thôn Làng Bồ, thị trấn Di Lăng cũng xuất hiện vết nứt đe dọa khoảng 30 hộ dân sống dưới chân núi. Thiên tai bất thường, lũ quét, sạt lở đất xảy ra với cường độ và tần suất không thể lường trước được. Những năm gần đây, thì Việt Nam đã bắt đầu làm chủ công nghệ đo mưa đi kèm cảnh báo sạt lở đất. Mô hình thí điểm tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã mang lại hiệu quả thiết thực. Cảnh báo. Tiếng còi này đã trở nên quen thuộc với bà con Trà Leng. Khi lượng mưa vượt ngưỡng 50mm mỗi giờ hoặc 100mm mỗi đợt, tiếng còi này sẽ được phát để cảnh báo người dân. Cầm thiết bị đo mưa và cảnh báo tự động ở đây vừa được lắp đặt cách đây hơn một tháng, đã giúp người dân Trà Leng có thể biết rõ lượng mưa đang ở ngưỡng nào. Tại Bằng La, Tắc Bác, xã Trà Leng, mưa do bão số 4 vừa qua đã có lúc lên tới hơn 100mm, sạt lở đất đã xuất hiện. Trước khi kỳ mưa to thì họ chưa biết cách tránh bão đồ tùm lum hết á. Còn chứ hiện tại bây giờ về đây thì có cái đặt máy mà báo mưa to thì ở đây cũng yên tâm hơn. Còi báo động giúp người dân dễ dàng nhận biết nguy hiểm do sạt lở đất đang cận kề để chủ động sơ tán. Còn số liệu từ hệ thống cảnh báo thì lại giúp ích cho chính quyền địa phương. Họ có thể sớm đưa ra quyết định dân cư ở khu vực nào phải sơ tán. Thì đối với xã thì khi mà cảnh báo lượng mưa vượt 100mm và còn mưa rất to á, thì xã sẽ có phương án chủ động sơ tán bà con đến nơi an toàn nhất. Hệ thống cảnh báo được kích hoạt bằng cảm biến đo mưa, được thiết kế phù hợp với điều kiện vật chất và thiên tai ở khu vực miền núi hẻo lánh. Mưa bão thì cái nguồn điện nó không ổn định và nó mất, thì chúng tôi dùng cái hệ thống năng lượng mặt trời và có cái ắc quy để mà dự phòng. Thì như vậy cái hệ thống chúng tôi là kết nối không dây nhưng mà kết nối theo giao tiếp LoRa thì không phụ thuộc vào mạng viễn thông. Hệ thống cảnh báo này được đặt giữa làng nơi có gần 100 hộ đồng bào Mơ Nông tái định cư. Bằng La, tên mới của nóc ông Điền ngày nào đã khoác lên mình diện mạo mới và an toàn hơn. Sáng ngày 5 tháng 10 tại công viên Lưu Hữu Vước, thành phố Cần Thơ đã diễn ra Ngày hội Văn hóa Việt Nam Hàn Quốc năm 2024. Chương trình do thành phố Cần Thơ, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì tổ chức. Ngày hội có sự tham gia của hơn 50 gian hàng bao gồm các sản phẩm giới thiệu du lịch, văn hóa và đặc biệt là ẩm thực Hàn Quốc, những món ăn mà từ lâu được nhiều người dân Việt Nam ưa chuộng. Trong khuôn khổ ngày hội còn có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam Hàn Quốc như trình diễn các tiết mục âm nhạc, nghệ thuật Hàn Quốc, các tiết mục giao lưu võ cổ truyền Vô Vi Nam, Taekwondo. Ngày hội Văn hóa Việt Hàn năm 2024 được tổ chức để kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc ngày 22 tháng 12 năm 1992, 22 tháng 12 năm 2024. Sự kiện còn là dịp để tăng cường giao lưu hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia. Bên cạnh đó còn là cầu nối để các doanh nghiệp hai bên hợp tác, mở rộng các hoạt động giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế. Hà Nội những ngày này đẹp hơn bao giờ hết. Cờ hoa rực rỡ trong nắng vàng trời xanh, kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Tiết trời lúc này cũng đang là những ngày đẹp nhất năm. Những ngày thu tháng 10 này khiến không ít người xao xuyến. Bước trên những con đường ở Hà Nội những ngày này càng hiểu vì sao ai đi xa cũng nhớ về Hà Nội, nhớ về những ngày thu của thủ đô.
Mùa thu Hà Nội đã nhận được những ưu ái đặc biệt mà không mùa nào trong năm có được. Năm rưỡi sáng, Hà Nội thức dậy với hình ảnh của những người giao báo quen thuộc quanh Hồ Gươm. Dòng người, dòng xe đưa đà tập thể dục, tiết trời sương thu mát lành. Ông Quý sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đạp xe quanh Hồ Gươm, rồi dừng lại lặng ngắm thành phố buổi sớm mai, để cảm nhận thật rõ một Hà Nội vừa lạ vừa quen khi vào thu. Có đổi mới nhưng mà nó vẫn có cái nét cổ xưa của ngày xưa. Cái cảm giác nó khó tả lắm. Đấy. Làm người ta, con người ta nó có một cái cảm giác như là đi muốn đi xa đâu cũng phải nhớ về Hà Nội. Trời xanh, nắng vàng, ruộng mùa thu làm sao xuyến lòng người. Vào buổi sớm mai, màu vàng ấy nhuộm lên nét cổ kính vốn có của thủ đô. Nhiều người con xa quê vì yêu thu Hà Nội mà trở đi trở lại như vậy. Hai vợ chồng bà Hạnh sống tại Pháp, chọn những ngày thu Hà Nội để trở về. Ra ngoài nó hít thở cái không khí, nó giống như mình tăng thêm một cái liều thuốc bổ tinh thần. Đó, thế nên là vô cùng thích thú. Mỗi người con Hà Nội có những cách riêng để thêm yêu thành phố này. Như anh Tuấn hôm nay đã dừng lại bên hồ, thổi những giai điệu về mùa thu Hà Nội dành tặng cho ai đến thủ đô những ngày này. Tâm hồn nghệ sĩ cũng có thêm một nguồn cảm hứng bất tận từ thu Hà Nội. Chứng kiến Hà Nội đổi thay theo từng năm tháng và khoảng thời gian. Nơi tôi sinh, Hà Nội, nhà tôi ở đó, phố nhỏ, ngõ nhỏ. Thu Hà Nội khiến những người con Hà Nội xa quê khắc khoải nhung nhớ. Những vị khách ghé thăm chỉ mong sớm được quay lại. Còn những ai được sống giữa thủ đô cũng muốn tranh thủ tận hưởng những ngày thu đẹp đến nao lòng này để thêm yêu và tự hào về thành phố, trái tim của cả nước. Và phần cuối bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Và đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến kênh VTV4 bằng cách truy cập vào địa chỉ website VTVGo đang hiển thị trên màn hình. Hoặc quý vị cũng có thể tải ứng dụng này từ các kho ứng dụng App Store và Google Play. Xin chào và hẹn gặp lại.